Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Lan Khuê tổ chức tiệc chiêu đãi, ai chứng kiến cũng phải trầm trồ, nhà gì mà như lâu đài. Hình ảnh vợ chồng Lan Khuê và Tuấn John tổ chức chiêu đãi bạn bè thân thiết tại Tư Gia vừa hé lộ khiến cư dân mạng trầm trồ vì không gian sống xa hoa. Ngày 4 tháng 10, Lan Khuê và Tuấn John kỷ niệm 1 năm ngày cưới chớp mắt một cái. Ngày này năm ngoái lấy chồng tròn chính được 1 năm, kỷ niệm năm đầu bằng cái bụng 8 tháng, Lan Khuê hào hứng đăng tải cùng loạt ảnh vóc bụng bầu lớn hơn. Buổi tối cùng ngày, cặp vợ chồng ngôi sao đã làm bữa tiệc đầm ấm kỷ niệm ngày chung đôi. Mai Ngô, Nini Nguyễn cùng loạt những người chị em bạn bè thân thiết của Khuê Tuấn cũng cùng tới tham dự. Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 mặc váy lụa đỏ, trong khi ông xã họ Nguyễn Đình Nãm với áo sơ mi kết trắng hợp cùng quần tây. Cặp đôi sánh đôi bên nhau cười rạng rỡ đón khách. Những hình ảnh ấm cúng trong bữa tiệc nhỏ của vợ chồng mỹ nhân họ Trần đã được những người có mặt ghi lại. Theo như tiết lộ của khách mời, Lan Khuê và Tuấn John tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại Tư Gia thay vì tới nhà hàng. Nhiều lời chúc mừng hạnh phúc được gửi tới cặp vợ chồng ngôi sao, trong số đó xuất hiện phần lớn lời trầm trồ trước bàn tiệc đại khách tại biệt thự nhà Khuê Tuấn. Trước đó, Lan Khuê từng bật mí những hình ảnh về căn biệt thự dát vàng xa hoa nhà chồng, khung cảnh bên trong chốn nuôi về của cặp vợ chồng ngôi sao tráng lệ nguy nga, hệt như dinh thự dành cho lớp quý tộc ở châu Âu. Với gam màu trắng chủ đạo cùng nội thất màu vàng hoàng gia lộng lẫy, nơi ở của Lan Khuê và ông xã Tuấn John khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị. Dù biết nhà chồng hoa khôi rất có tiềm lực kinh tế, song khi được chiêm ngưỡng không gian sống lộng lẫy xa hoa, nhiều người vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Biệt thự không chỉ là nơi đáp ứng những nhu cầu hàng ngày của các thành viên trong gia đình mà còn là một phòng chiếu phim riêng biệt. Vợ chồng Lan Khuê ngắm pháo hoa đón năm mới ngay trên sân thượng nhà mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.